đấu tiếp theo, trận đấu thứ tư ở trong siêu thứ năm để chung kết dành bên mình. Một Kata và một Glex, đó là quân viên mình. Bên kia là cái gì anh ạ? Hai hit á, hai min á. Bên họ là hai min, bên mình là một Kata và một Glex cần. Mà đừng để min hai với họ lên công an, họ sẽ cần cả hai đấy. Bàn này để ôm bom thần trưởng là hợp lý, bởi phù của min hai là hơi liều tiều. Lờ trận này chúng ta sẽ đến với hành máy của game thủ cầm, vâng, game thủ cầm Kata, game thủ Gunny. Vâng, đây rồi. Úi dồi ôi, đàn hiêu. Vâng, đàn hiêu 5 con anh làm nó thành đàn hiêu 4. Thêm một con voi nữa. Thôi xem ông kia đi. Xem nó một thế nào, bài đẹp không? Bài nó một bài rất khung. Bài rất khung. Mà đây lại không phải là một quân cung, đây là một quân chém. Đô đồ về của anh thì có một đàn hiêu. Xa xa là thêm một đàn hiêu nữa. Em ấp mãi nó không lên, không lên một cái nào anh ạ. Không lên cái nào nữa. Đây nó đang lên nè. Đây lên rồi, lên rồi. Một phút. Đây xóa đi, ấp lại nhé. Chưa lên cái nào đâu. Anh đen mình không cần thiết đi làm nhá. Vâng, đây rồi, cuối cùng này cũng dò ra bãi quả phụ. Như vậy là bài hai hiêu một quả, bài tạm được thôi, chả phải là quá đẹp. Màn hình máy của game thủ Gunny. Vâng, Gunny đánh 22 dân, à không phải. Vâng, anh bị chậm dân chứ không phải đánh 22 dân. Quả phụ đây rồi, ồ, dàn nhanh luôn vào ngay, ồ. Liên tục dò hai bãi quả phụ, ăn tranh không. 21 dân đến từ vận lớp và lớp chết 1 dân, như vậy là 23-1. Cắt thêm dần dần cái dần thêm bãi quả này. Kích đời, như vậy là 8-34. Hơi muộn một chút xíu. Vâng, đập lô hay đi ăn tranh. Đập lô hay đi ăn tranh đây. Vâng, bãi quả là hơi xấu. Bài rất xấu dành cho Gunny. Bãi quả phụ có lẽ rằng màu hai đã ăn được khá nhiều rồi. Thôi xong. Cái gì hai người đến cùng à? Bịp à? Vâng, một người 25, một người 26. Vâng, game thủ màu hai đánh cung. Rồi đây bãi hiểu, ơ vừa mới ăn thôi, vừa ăn thôi, ăn chung luôn cho nó mát. Một miếng đánh cung và một miếng đánh chém BL, nhưng mà thịt thì còn lâu mới đủ. Vâng, cho rất nhiều dân ăn. Ơ tươi tiến, có hai con hiêu thơm.
Rồi. 11:55. Siêu muộn giờ này. Thôi xem được một chém đi. Vào bài này có lẽ Gunny mà ôm bò được 12 thì Meta mới có cửa. Cầm dân cầm dèo lên công phù công ZQKS. Vâng, ABCD. Công bằng mọi thứ mình có. Đây là 1-4, 1-4 đang bò cái vàng. Nhưng mà 1-4 không lên đời quá sớm đâu. Giờ giữa bản đồ ăn thêm một bãi quả. Vâng, công phù rằng. Công phù và đập dân. Vâng, 1-4 dường như có hốc trong 6 giờ. BP. Vâng, một cái BP. Úi dồi ôi. Vâng, con ngựa giò chưa làm gì nó còn nửa máu. Một cái BA. Vâng, đúng là bài ôm bom thần trưởng. Ôm bom thần trưởng. Bài sở trưởng của nó 1. Chúng ta xem nó 1 ôm bom như thế nào. Bài 14 4 lên bánh xe không. Này thì có bánh xe này. Em xin con lạc đá. Rồi ok. Chuẩn bị có con lứa giá. Tiếp tục là đập dân ôm bom. Vâng, cứ công lại vàng này thôi. Bên họ có lẽ rằng game thủ 14 sẽ là người bơm vàng. Đấy, được hai con, mắt máy. Mắt máy. Xin tê, con tê. Lại một con tê. Rồi. Rồi, vào đây, vào. Vòng 14 sẽ mất bãi vàng trong tình huống này. Đẩy tiếp sang nhà màu 2 không. Vâng, quân là xấu hơn trận đấu này mà thắng được thì là rất tươi. Vâng, cung A bắt đầu có A2 áo rồi ạ. Kinh thế nhở. Bơm gỗ cho Gunny công ca. Bơm gỗ Gunny công ca. Gunny đánh một bài mà công phù đập dân. Bánh mà dân anh trừ bánh xe. Sáng này lưng lưng các phù, lưng các phù. Đây thì phù với cả chúng tôi này. Cái gì đây? Dân đi bộ kìa. Dân đi bộ kìa. Đi bộ kìa, đi bộ. Đi bộ này. Vâng, 2016 rồi còn đi bộ. 2016 rồi còn đi bộ. Vâng. Rồi, tờ này. Rồi, để ý công tờ này, phù. Phù đi trước. Nông dân vào trước, xong rồi chém ra bước tiếp sau. Đây rồi. Làm con cung A cho nó mắt máy. Con cung A cho nó mắt máy. Phù được. Rồi, có con cung A. Đập công phù đập dân. Đập. Một BP. Ai chà. Vâng, xây sát thế nhở. Lại được con phù. Còn một con ấy nữa. Bơm gỗ cho Gunny. BA nó một. Nó nón vàng, nón vàng. Nón vàng ở bãi vàng cũ. Nó một ơi. Nón vàng ở bãi vàng cũ kìa. Đấy. Làm con cung A nữa. Đấy. Quấy rối. Người ta gọi là quấy rối TD. Quấy rối TD. Không được. À, như vậy được con một con cung A. Thôi là một đang là rất to với cái bài mà công phù đập dân. Ăn thêm mấy vàng nữa không? Do ăn thêm mấy vàng nữa. Một con chém vào đây không cho màu 4 làm vàng. 4 có lẽ là mỗi hốc ở dưới 6 giờ. Ăn thêm gỗ sau đó bơm hết gỗ cho Gunny để Gunny có thể làm những cái turn mà... Bãi gỗ kia kìa. Họ có một bãi gỗ nữa nhá. Không được, mà không ăn cao sạc bắn sạc quá. Vâng, Gunny tụ được bao nhiêu con ca rồi. Không, nhưng mà là chưa tụ con ca nào thì chết rồi. Trời, phải tụ được ca cơ. Vâng, mà lớp đang thủ nhà là rất khỏe. Vâng, 14 không có vàng đâu. Nhưng bài Minoan lên được cung A. Rất khỏe bài này. Không, số lượng cung A đang là rất đông rồi. Gunny vẫn đang cố gắng công cà một tên lọt được vào nhà. Nhưng mà bên họ đông cung A lắm đấy. Rèn dữ thôi, tụ khoảng tầm 3 đến 5 con cung A. Ờ, 5 con ca thì bên nào có thể vào được. Đấy là may ra thôi nhá. Họ sẽ bắn ca trước. Chém của mình, chém lạc đà, chém gần như là không có sát thương và những con cung A. Tăng L2. Vâng, có một vài cái ruộng.
Đánh châu chém lên bắt cung A không có được không? Châu chém lên bắt cung A, giết nhau 4 trước đi. Về châu chém lên điên hoang vãi quả đi nô 1 đây. Hai chém đánh với một cung A cũng có khi là vẫn đánh được. Mặc dù là họ A của họ là Amino ăn. Mà cửa thắng là nói chung là vẫn còn tí xíu. Đây trận chung kết rồi phải cố thôi. Vâng, hai bên đều là 2L, 4L sẽ đối đầu với 4A. Vâng, làm thêm mấy con dân về. Ăn thêm bãi quả nữa. Rồi. 2L cứ sóc đều là được. Chém nâng cấp cái công đi. Ơ hở này, à không. Vâng, Minoan càng để lâu thì họ càng lên khỏe. Thôi xong rồi. Tham 60. Vợ thấy nhà nó một thì chả có cái gì mà tham 60. Kinh khủng tởm. Bơm đồ Gunny để hai người cùng khỏe lên nào. Gunny tham 25 thôi. Phải giữ được chém nhá. Tí nữa hai chém sẽ dã cũng à đấy. Hai chém kẹp phù. Rất nhiều phù. Chém lổ nhà chủ của 14. Ô tham họ bé hơn nô 1 thế vậy tham họ khoảng 50 thôi. Thoải mái. Tưởng thế nào. Bên một là tham phù là chính. Vâng, đào thêm mấy vàng khác. Đừng có sóc phù nữa. Sóc chém thôi. Hai L vắt đều. BC. Tham 60. Bên mình đam này đang là rất đè. Đam này đè 64 rồi. Nhưng vấn đề là bên họ là có một cung A của Minoan. Cái loại cung A mà nó kinh khủng tởm nhất ở trong map này. Vâng, đang chém lổ hết rất nhiều nhà của game thủ mùa 4 rồi. Mùa 4 hiện tại đang đã phế. Nhưng một mình Minoan liệu rằng có thể cân được đôi hay không. 2L vắt đều dành cho Glick. Và 2L vắt đều dành cho Katha. Lượng chém bây giờ là rất đông rồi đấy. Với dòng màu 4, màu 2 sẽ quyết định đi đẩy hay là sẽ định như thế nào, chúng ta cùng chờ đợi. Nâng cấp chém 4. Vâng, bên kia thấy bảo còn một dân thôi. Vâng, vẽ rất nhiều ruộng. Bằng này những con phù kẹp với rất nhiều con ngựa chém. Đầu máu nó một. Rồi, đầu máu hợp lý. Nó một để nâng cấp công nghệ được không? Công nghệ đào vàng lên rồi, bây giờ nâng chặt gỗ. Lưng gỗ hơi thiếu một chút. Ok, cứ 2L đều thôi. Tham 70. Tham 70 của nô 1. 2L vã đều là tươi đấy. Tham là cực to. Gunny đang bị đẩy à? Đây là Gunny. Gunny tham 4x. Bị đẩy này. Mấy con. Ồ, đông phết. Đông đấy nhá. Một kích. Khoảng một kích. Tờ này. Không, đông đấy nhá. Tờ này họ đang muốn có một tên đứng quân nào. Họ đang muốn có một tên đứng quân nào. Chạy. Làm gì mà căng. Họ đứng trên dốc đấy. Đây là nô 1. Tham 80 dành cho Glick. BL thứ 3. Bản đồ. Ui giời, tên này mà lọt vào thì mát máy. Còn bao nhiêu gỗ đây. 23 gỗ. Nói chung là phải chờ thôi. Chờ đợi là hạnh phúc. Mười gỗ, vâng, vẫn đang ngồi chờ. Đợi chờ là hạnh phúc.
Rồi rồi. Đen phủ đen đen đen. Ai giời ơi, sao nó biết được nhờ. Rất tỉnh mặc dù. Ôi giời ơi, tỉnh thế nhờ. Ờ, vào không? Vào được không? Ờ, vẫn vào này. Vẫn vào kìa, vẫn vào kìa, để ý vào kìa. Ờ, thế là vẫn vào. Ui, từ từ từ, bình tĩnh. Rồi. Cái trong nhà hết dân đi á. Vâng, họ có lẽ chỉ còn cung A thôi. Một bốn có cái nhà chủ chỗ này, rất đen cho bên lớp trận thiếu này. Ui, nhà chính gần một con cung A. Thôi, 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 thế thôi. Ra, 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 ra. Chém hết dân xong rồi ra. Thế thôi. Người ta gọi là tàu nhanh thôi. Qua đêm mất lại mất thêm tiền đấy. Tàu nhanh thôi, qua đêm là mất thêm tiền. Đúng rồi, ra ngoài. Và pha xong lại ra, chuẩn luôn. Vậy làm sao được? Thế bây giờ đứng đánh thủ thôi là thắng rồi, bên họ có nhiều dân đâu, toàn cung à. Đâu một đào thêm vàng nữa một. Đào thêm vàng, đào ra rồi, Văn Lớp reside. Một trận cực kỳ dị. Vâng, không ngờ thắng trận điều này. Văn Lớp quá chủ quan thì huống mà anh vẩy cái e rồi. Nhưng mà nói chung là vẫn bị lọt vào. Tỷ số được cân bằng hai đều ở trong trận điều này. Một trận thi đấu mà lối đánh cực kỳ dị. Vâng, nó một thì công phu nhà màu. Nhà màu